Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái mạch đảo chiều quay một cái con động cơ bằng cái biến tầng 1 pha ga 3 pha 2.2. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn, mình đã lắp sẵn một cái mà đã lắp sẵn một cái biến tầng mã hiệu là MS2 gạch IBM. Còn cái đó, con động cơ này là cái con động cơ mình giảm tốc 100W 1/15, thì mình lấy con động cơ này mình đấu để test cho các bạn xem. Thì cái cách đảo chiều quay con động cơ này thì mình đã cài sẵn rồi, và mình ra ba dây ngoài ha. Dây đỏ là chân chung, còn dây đen là kích thuận, dây trắng là kích nghịch. Thì ở đây tôi có chuẩn bị sẵn một cái mạch thuận nghịch bằng nút nhấn. Và trước tiên thì tôi sẽ test bằng công tắc ngoài trước cho các bạn. Thì ở đây công tắc ngoài thì nó có hai cặp tiếp điểm nè, công tắc ba vị trí các bạn. Đây, vị trí bên phải gạt qua bên phải thì đóng cặp này lại, đóng cặp này, còn bấm chính giữa thì dừng, gạt qua bên trái thì đóng cặp dưới. Cho nên thì chân chung thì tôi sẽ đấu dây đỏ nè, sẽ đấu vào chân chung, tôi cầu hai chân lại ha. Còn dây đen là kích thuận nè, thì tôi đấu vào một chân này, gạt qua bên phải là giải thuận, thì tôi sẽ đấu dây đen này. Lúc này khi mà tôi bật qua bên đây thì chân đỏ và chân đen nó thông nhau, thì nó kích chân cơm và chân chạy thuận nó chạy. Còn bấm về bên trái thì kích chân đỏ và chân trắng. Cho nên thì chân trắng mình sẽ đấu vào đây. Ở đây. Ok. Đây là các bạn, thấy không? Bây giờ tôi sẽ tiến hành cấp nguồn 220 vào. Ở đây tôi có một cái đuôi ha. Thì tôi sẽ cấp nguồn vào. Thì các bạn chờ một tí thì biến tầng nó sẽ hiển thị lên. Đây, thì trạng thái mà ban đầu thì mình gạt về chính giữa nè, thì nó sẽ không có đóng cặp tiếp điểm nào cả, cho nên thì cái biến tầng mình nó không hoạt động. Các bạn để ý cốt động cơ ha, khi tôi gạt về bên đây, gạt bên phải nè, đó, thì động cơ mình nó sẽ chạy ngược chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ. Lúc này là chân đen và chân đỏ và chân đen nó thông nhau, và chân đỏ chân đen hở ra không thông. Thì tôi sẽ bấm dừng, đó, dừng lại. Động cơ mình đang quay chiều ngược chiều cái đồng hồ ha. Bây giờ tôi sẽ kích cho nó chạy thuận nè, đó, chạy ngược lại, đảo chiều lại, thì nó chạy cùng chiều cái đồng hồ các bạn, đó các bạn thấy không? Đó là cái cách đảo chiều quay bằng cái công tắc ba vị trí ha. Còn bây giờ tôi sẽ áp dụng vào cái mạch thuận nghịch để điều khiển dùng bằng cái nút nhấn ha. Thì tôi sẽ dùng bằng hai con gạch lai kiến này. Không dùng nút nhấn này nữa, bây giờ nút nhấn để qua một bên. Thì bộ nút nhấn này để tôi cấp điện vào để tôi nói cho các bạn dễ hiểu. Đây, tôi đã lắp xong cái mạch thuận nghịch này rồi nè, cái tôi bấm nè, nút bên đây thì gạch lai kiến này hút, dừng nè, bấm nút bên đây thì gạch lai kiến này hút. Thì lúc đó thì mình sẽ dùng hai cặp tiếp điểm thường mở của hai gạch lai kiến, mình đấu dây này vào các bạn, đấu này dây này vào. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đấu cho các bạn xem luôn. Các bạn đợi tôi tí nha. Ở đây thì các tiếp điểm của gạch lai kiến thì nó có các tiếp điểm thường mở. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái cặp tiếp điểm thường mở, một cặp bên đây và một cặp bên đây.
Thì bây tôi giờ tôi sẽ lấy chân chín ha, chân 10 đi, đây chân 10, 12 là thường đóng, 16 là thường mở. Thì tôi sẽ sử dụng cái cặp tiếp điểm là 10 với 6 nha, chân 10 và chân 6 của hai con người là kiến. Thì bây giờ tôi sẽ xác định được hai cái chân số 10 đây. Thì tôi sẽ cầu hai chân số 10 của hai cái lợi kiến này lại nhau. Cầu hai chân 10 lại. Và tôi sẽ đấu chân chân màu đỏ vào chân số 10 ha. Dây màu đỏ là chân cơm đó, chân cơm của cái biến tàng đó. Còn dây màu đen thì tôi sẽ đấu vào chân số 6 của gà lợi kiến thứ nhất. Chân màu trắng thì đấu vào chân 6 của gà lợi kiến thứ hai. Thì lúc này khi mà tôi bấm bên đây thì gà lợi kiến này nó sẽ hút, thì có nghĩa là chân đỏ và chân trắng nó sẽ thông. Còn khi bấm dừng thì nó hở ra, còn bấm nút bên đây thì chân đỏ và chân đen nó sẽ thông nhau, thì nó sẽ kích cho biến tàng chạy với chiều ngược lại. Thì để ấy thì để thực tế thì tôi sẽ tiến hành đóng nguồn và tôi test cho bạn xem. Đây tôi sẽ tiến hành bấm. Đó, thì gà lợi kiến bên đây hút, thì động cơ mà nó chạy cùng chiều cái đồng hồ đó các bạn. Ha. Thì tôi muốn đổi chiều thì tôi bấm dừng. Và tôi bấm nút bên đây lại. Thì động cơ mình nó sẽ quay chiều ngược lại bằng cách kích con gà lợi kiến này. Đó các bạn thấy không? Nó quay ngược chiều cái đồng hồ đó. Ok nha các bạn. Khi mà các bạn bấm nhanh quá thì cái biến tàng mình nó vẫn dừng về không, rồi nó mới đảo chiều các bạn. Đây, nó sẽ đảo chiều. Đó, khởi động lại. Ok. Và xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hy vọng các video clip của mình nó sẽ góp ích cho các bạn. Các bạn nào có nhu cầu đặt tủ điện thì cứ liên hệ với kênh Heo Đúng Đúng qua số điện thoại 0918 144 019. Và xin hân ái chào tạm biệt các bạn.